chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 23 tháng 8 của Đu Xanh Vina. Bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp đoàn hội sinh viên trường đại học Kyungmun, Hàn Quốc. Giới thiệu cải tiến hay đến từ bộ phận Packing and Shipping. Một số món ăn mới đã được đưa vào thực đơn nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, đoàn 18 đại diện hội sinh viên trường Đại học Kyungmun, Hàn Quốc đã có chuyến thăm Doosan Vina và Giám đốc khối hành chính Park Sinwon đã đón tiếp đoàn. Chuyến thăm của đoàn đại diện hội sinh viên nhằm mục đích trải nghiệm và thăm thực tế quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp Hàn Quốc lớn đầu tư ở nước ngoài. Và tại đây, đại diện Doosan Vina đã giúp cho họ hiểu được những nỗ lực to lớn như thế nào của các doanh nghiệp và bản thân người Hàn Quốc khi đến làm việc và sinh sống tại một vùng đất mới. Họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách cả về văn hóa lẫn điều kiện sinh sống. Nhưng bên cạnh đó là niềm vui, là sứ mệnh khi được làm việc trong một môi trường mới, được đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xã hội và giúp người dân địa phương nơi mình đến phát triển. Đại diện công ty chia sẻ mong muốn rằng các bạn sinh viên sau này ra trường sẽ không chỉ nghĩ đến mình mà có những suy nghĩ rộng hơn về sứ mệnh cũng như ý nghĩa của thế giới không khoảng cách và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của bản thân, của đất nước và của thế giới. Đại học Kyungmun được thành lập từ năm 1962 tại thành phố Daegu, là một trường đại học danh tiếng không chỉ đối với sinh viên Hàn Quốc mà còn đối với sinh viên các nước khác, trong đó có một số sinh viên Việt Nam đang du học tại đây. Bằng những cải tiến tuy nhỏ nhưng các thành viên tổ Packing 3, bộ phận BS đã tạo ra cho mình một cách làm việc an toàn và tăng cao năng suất. Sau đây, mời các bạn đến với cải tiến của họ. Hầu hết tất cả các kiện hàng và các sản phẩm ở Doosan Vina đều cần ống nước để lót đệm. Trong khi đó, chúng ta tốn khá nhiều thời gian cắt ống nước và quá trình cắt rất dễ bị đứt tay vì các cạnh sắc nhọn của ống. Từ thực tế đó, các thành viên tổ Packing 3 đã liên tục thảo luận, đưa ra ý kiến để khắc phục và sau khi thử nghiệm, họ đã thành công tạo ra cơ cấu vừa rạch vừa cắt ống bán tự động. Cơ cấu bán tự động này hoạt động theo hai bước. Bước 1, tác động một lực tiếp tuyến vào giá làm quay ống nước và ống tự động bị rọc bằng lưỡi dao được gắn bên trong ống dẫn hướng. Bước 2, cắt ống đã rọc thành những đoạn nhỏ bằng dao chấn đã được gắn sẵn trong cơ cấu. Với cải tiến này, an toàn trong quá trình cắt ống nước đã được nâng cao tuyệt đối. Quá trình làm việc thuận tiện hơn, đồng thời giúp công ty tiết kiệm 501 giờ công cho mỗi 300 cuộn ống của dự án Red Dragon và Sông Hậu 1. Điều quan trọng là cải tiến hay này sẽ còn được sử dụng lâu dài cho các dự án tiếp theo. Cái cát gai dĩ đất tay và thời gian cát rất lâu, tốn hơi người. Trong khi đó, anh em thấy cái khó khăn đó, nghĩ ra một cái ý tưởng là cái sinh cái hệ thống cát nước. Và khi cát á, cái sinh tận dụng cái sinh á, khi cát là thấy cái hiệu quả đó là chỉ tốn một người và chất lượng an toàn cô hơn. Liên tục cải tiến mức độ hài lòng về suất ăn, thời gian qua nhiều món ăn mới đã được bổ sung vào thực đơn, tạo sự đa dạng cho món ăn cũng như khẩu vị cho người dùng. Thực thi những ý kiến đóng góp có trong khảo sát trước đó, bộ phận hành chính đã phối hợp cùng Foseca tiến hành cải thiện một số thực đơn, đưa ra nhiều món mới và cải thiện cách chế biến để đem lại khẩu vị ngon nhất cho người dùng. Trước khi tiến hành áp dụng món ăn mới, bộ phận hành chính đã tổ chức một bữa ăn thử để đánh giá và khi đạt được sự đồng thuận của đa số công nhân viên mới đưa vào áp dụng trong thực đơn chung. Thành phần tham gia ăn thử là các ủy viên ban chấp hành công đoàn công ty. Trước đó, một số món mới cũng đã có mặt trong thực đơn và tạo ra đa dạng cho bữa ăn. Một vài món đó có thể kể tên như cánh gà chiên bơ tỏi, canh riêu rau thập cẩm, thực đơn lai cải thiện, thay vì chỉ có một món duy nhất là bún hay phở, thì giờ đây còn có thêm một chén cơm chiên. Món cơm chiên thay vì trước đây chỉ ăn kèm với trứng ốp la, thì nay đã được thay thế bằng nhiều món phong phú hơn như sườn rim, đùi gà chiên mắm, thịt xào. Đối với thực đơn tráng miệng, cũng đã có sự cải tiến mới với món trái cây dầm, nước đậu. Ngoài việc cải tiến món ăn, một số hạng mục khác liên quan đến nhà ăn cũng đã được cải thiện như lắp thêm quạt, khu vực rửa tay,
kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau bằng dụng cụ test nhanh, thay đổi hũ đựng gia vị để riêng tỏi, nước mắm, thay đổi đầu bếp, vân vân. Bên cạnh đó, hàng tháng, bộ phận hành chính cũng phối hợp cùng AHS và FM tiến hành kiểm tra tất cả các hạng mục, phát hiện lỗi để tìm giải pháp khắc phục kịp thời. Hiện nay, chúng ta đang chuẩn bị bước vào thời điểm giao mùa, bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan cao. Vì vậy, các bạn hãy dành ít phút xem hướng dẫn cách phòng chống căn bệnh này. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Mũi vằn là trung gian lây truyền bệnh. Mũi vằn hút máu từ người bệnh truyền sang người lành. Bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm. Bệnh tiến triển nhanh chóng, có thể bị sốc do giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được chuẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Nguyên nhân do si vi trùng dengue gây ra. Do mũi vằn hút máu người mắc bệnh truyền sang cho người lành. Đây là đường truyền phổ biến và dễ tạo thành dịch nhất. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng chủ yếu là sốt cao liên tục 39 đến 41 độ C, kèm theo đau đầu, đau nhức toàn thân, một số trường hợp đau bụng, buồn nôn, hay nôn. Sau khi sốt 2 đến 4 ngày, xuất hiện dấu hiệu xuất huyết như chảy máu răng lợi, xuất huyết dưới da, nôn ra máu. Trường hợp bị nặng, bị choáng với các biểu hiện như tinh thần hốt hoảng, vật vã, ly bì, mạch nhanh nhỏ, huyết áp thấp, tay chân lạnh. Như các bạn đã biết, bệnh sốt xuất huyết là do mũi vằn truyền, cho nên tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đều tập trung xung quanh việc tiêu diệt mũi vằn và phòng chống mũi đốt. Cụ thể, để bảo vệ sức khỏe của các bạn và của gia đình phòng bệnh được sốt xuất huyết, các bạn thực hiện các biện pháp sau đây. Thứ nhất là thường xuyên thực hiện vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh phòng làm việc, vệ sinh nhà ở, thực hiện xử lý rác tốt để mũi vằn không có nơi cư trú. Thứ hai là thường xuyên thực hiện thao rửa các dụng cụ chứa nước để tiêu diệt bọ gậy và lăng quăng. Thứ ba là thực hiện thu gom và tiêu hủy các dụng cụ phế thải ở ngoài trời có thể đọng nước mưa, là cái nơi mũi vằn có thể đẻ trứng. Thứ năm là không để mũi đốt bằng cách nằm mùng khi đi ngủ, kể cả ban ngày. Thứ sáu là thực hiện tiêu diệt mũi trưởng thành bằng cách sử dụng ngang diệt mũi hoặc là bình xịt mũi, và khi cần, cơ quan y tế sẽ chỉ định phun thuốc diệt mũi bằng hóa chất. Những điều nên và không nên làm đối với các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết: không được uống thuốc aspirin để hạ sốt vì aspirin làm cho dễ xuất huyết hơn. Không được cạo gió, cắt lễ khi bị sốt vì sẽ làm máu chảy nhiều hơn và gây khó khăn cho bác sĩ khi chuẩn đoán bệnh. Không bắt người bệnh nhìn ăn uống, ngược lại phải cho uống nhiều nước, nhất là các loại cam, chanh hoặc dung dịch orezon. Điều nên làm là nếu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết thì đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Một số thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ cho việc theo dõi và điều trị sốt xuất huyết như Habacocodin, Panadol, Orenzo, dung dịch Ringer Lactate, nhiệt kế điện tử, nhiệt kế thủy ngân, v.v. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ.
bản tin trưa của Đuôi Xanh Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đuôi Xanh Vina DVTV V7N64. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Đuôi Xanh Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Đuôi Xanh Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.